Cô cứ chia sẻ đi. Ừ. Bản thân cô cũng nói thật, cô rất xúc động tại vì là cô bị lừa. Chính cháu ruột cô ấy. Cô có hai căn nhà nhá. Con trai cô một cái, cô một cái riêng riêng. Mà lúc chồng cô mất, lấy có 5 năm chồng cô đã mất rồi. Cô chồng cô lại là mồ côi không cha không mẹ. Lúc lấy ở nhờ nhà chị gái. Tất nhiên cái video này lên thì cô đã chấp nhận vào đây là cô đã rất hiểu rồi, con hiểu không? Nó sẽ lên tất cả cộng đồng sẽ biết. Kể cả con cái, kể cả người thân nội ngoại sẽ biết. Nhưng mà đây là những điều cô tâm sự thật. Cô lại sinh ra trên miền núi. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay một câu chuyện cũng khá là đặc biệt và khá là hấp dẫn. Một cô đã lặn lội từ ngoài Lạng Sơn rồi tới Biên Hòa Đồng Nai nhờ anh em một cái việc cũng hết sức là đặc biệt. Thì liệu ngày hôm nay cô có tìm được một người tương lai của mình đúng theo ý của cô hay không? Thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Thì trước khi vào chương trình ngày hôm nay cũng xin nhắn gửi toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Rồi thay mặt anh em ở đây trong đội xin chào cô nhé. Chào cháu. Trước hết để cô giới thiệu cho mọi người biết là cô tên gì và mình là bao nhiêu tuổi rồi? Cô tên là cô Nguyệt, cô năm nay cô 58 tuổi. Cô đến từ Lạng Sơn. Cô tên gì? Cô tên là cô Nguyệt. Cô Nguyệt, 58 tuổi, đến từ Lạng Sơn. Đúng rồi. Trời ơi, gần 2.000 km. Ừ, 2.000 quá. Trời ơi, thế cô đi bằng cái gì vào đây? Cô đi máy bay. Cô đi bằng máy bay. Đến thành phố Ban Mê Thuột. Rồi, bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm. Ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Ôi. Xong rồi từ thành phố Ban Mê Thuột cô vào đây. Trời ơi, vì một cái sự nghiệp đi tuyển chồng mà vất vả thế. Rồi thế làm sao mà cô biết mà anh em tụi con ở trong miền Nam này mà cô vô tới đây? Cô xem kênh của con rất lâu rồi. Ồ. Từ lúc mà có cái con lên đăng có cái cậu Thọ mà Thọ Quỳ Dừa Quỳ Bắc. Thọ Sò Dừa, Thọ Sò Dừa 5-6 năm rồi. Đúng rồi, thì cô thấy kênh của con rất là nhân văn. Cô theo dõi. Cô theo dõi kênh của con lâu vậy hả? À đúng rồi. Tới vừa rồi là cô tới hay là cô bị bệnh đau xương khớp, nhức xương khớp ấy. Cô thấy kênh của con có quảng cáo. Thì cô nhờ có người mua. Mua thì cô uống cô thấy là rất tốt. Cho nên là cô có quay lại đây. Nhân thể cô cũng muốn mua thêm về cho để cho người thân và gia đình. Vậy là hồi trước là cô bị đau nhức xương khớp à? Đúng rồi. Là cô uống nước cốt nhàu của con lâu chưa? Cô cũng uống cũng khá mấy lần rồi. Mấy chai rồi, tức là cô đi thì bàn chân cô cảm giác là nó cứ như thế nóng nhẫm lên trên lửa ấy. Đấy. Xong rồi là đi lâu thì nó sẽ bị tê bì. Mà chính xác là như thế. Vậy là cô uống được khoảng bao nhiêu lâu thì cô cảm thấy nó hiệu quả liền? Cô uống được độ khoảng hơn 2 tháng thì cô thấy hiệu quả. Vậy là bây giờ là chân tay đi lại được chưa? Cô thấy tốt hơn, mà ga xe máy là cô đi một đoạn là xe tay ga của cô nó sẽ bị tê, bàn tay cô to tê bì ấy. Thì cô thấy nó sẽ hiệu quả. Tức là hôm nay là sức khỏe ngon lành rồi, là vô đây là tuyển chồng. Rồi, thì trước hết là con cảm ơn cô đã tin tưởng ủng hộ cái sản phẩm của con nhé. Thì bây giờ cô chia sẻ chút xíu này, cái tình trạng hôn nhân của mình thế nào này? Cô, chồng cô tai nạn mất năm 94. Năm nay 29 năm rồi. Cô mấy người con? Cô có 2. Lớn thành lập gia đình hết chưa cô ha? Lập gia đình rồi. Quá khỏe rồi ha. Hiện tại giờ cô sống một mình hay sống với con? Cô sống một mình, tức là cô từ lúc chồng cô mất, cô chưa bao giờ cô nghĩ là cô đi lấy chồng. Chưa bao giờ nghĩ đến. Chưa bao giờ nghĩ đến á. Cho nên là cô những cái điều rất buồn, tức là cô lúc nào cô cũng ước mong để được gặp cháu ấy, được gặp cái kênh này với cả anh Công Trần ấy. Bản thân cô theo dõi con là khoảng, nếu mà đúng theo cái vụ mà Thọ Sò Dừa thì khoảng 6 năm rồi đó, 5-6 năm rồi. Đúng rồi, cô nói chuyện với anh Công Trần mấy lần nhưng mà chưa được nói chuyện với con. Có một lần gọi điện thì con cúp máy thì gọi mấy cuộc điện thoại nhớ con không nghe. Tại vì con nhiều điện thoại quá một ngày con trước hết là con phải xin lỗi cô cũng như là xin lỗi toàn thể quý vị khán giả. Một ngày con không trên dưới là khoảng 300 cuộc điện thoại. Nên là nhiều khi không thể nghe hết được cô thông cảm nhé. Đấy cho nên là hôm nay cô vào đây nói chung là cái hành trình cô cũng thấy rất vất vả. Cô nói thật với con là cô vào đây cô muốn để lại một tí nỗi buồn ở đây, mang một ít niềm vui về. Cô nghĩ là sao tội vậy? Cô nói thật với con là hạnh phúc không phải là đến đây mà tìm được đâu. Không phải là nếu mà hạnh phúc đến đây tìm được thì ai người ta cũng đến.
cô nghĩ hạnh phúc nó là một một cả một quá trình. Rồi cô cứ chia sẻ. Bản thân cô nói thật cô rất xúc động tại vì là cô bị lừa chính cháu ruột cô ấy. Cô có hai căn nhà nhá. Con trai cô một cái, cô một cái riêng riêng mà lúc chồng cô mất lấy có 5 năm chồng cô đã mất rồi. Cô chồng cô lại là mồ côi không cha không mẹ. Lúc lấy ở nhờ nhà chị gái. Tất nhiên cái video này lên thì cô đã chấp nhận vào đây là cô đã rất hiểu rồi, con hiểu không? Nó sẽ lên tất cả cộng đồng sẽ biết. Kể cả con cái, kể cả người thân nội ngoại sẽ biết. Nhưng mà đây là những điều cô tâm sự thật. Cô lại sinh ra trên miền núi thì tức là cô biết là người miền núi như bọn cô là cô tự hào một điều là phụ nữ là rất là biết chấp nhận. Cháu cô, cháu ruột, con chị gái cô lại chính là người lừa cô. Hiện tại bây giờ nó vẫn đang làm ở Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh. Nhưng mà vợ nó lừa quá nhiều người, nó bị kết án 15 năm tù. Thì con bảo rằng là làm gì nó nghĩ đến cô nữa. Cô vừa cho mượn tiền mặt mà cô, tức là cô ngu quá. Cô đứng ra về pháp lý bây giờ không ai bênh vực cô hết cả. Nó đưa cho cô là sổ sách rồi mọi thứ. Thì nó bảo rằng là, thì cô cứ bảo rằng cô ham, cô bảo sau này cắt cho cô một mảnh đất mặt đường để cô buôn bán. Tại vì là nhà cô có hai căn nhà thật nhưng mà nó ở thành phố nhưng cũng không phải là mặt đường nhưng mà là ở ngõ. Nhưng mà cũng trị giá mấy tỷ cháu ạ. Thậm chí tiền mặt mình đưa cho đến bây giờ nó lừa như thế thì chị gái cô bây giờ cũng đứng đường. Tức là chị gái nó ấy, là bà Nga làm ở ban tuyên giáo tỉnh ủy nha con nhé. Làm ban tuyên giáo tỉnh ủy. Có nghĩa là người cháu nó bây giờ đã đi tù chưa? À thì bây giờ nó lại cố nó đẻ thêm một đứa nữa, kết án 15 năm rồi con ạ. Con hiểu rồi. Thì là tháng 9 sang năm nó sẽ bị đi. Tranh án đúng đấy, không? Đấy đúng rồi. Thì chị gái cô cũng rất là thương cô. Cô coi bà đấy là như mẹ ấy, thì là thương cô lắm nhưng mà bây giờ bà cũng không có cái gì để đền bù cho cô nữa tại vì nhà bà đấy cũng ra đường hết. Nhà bà đấy cũng chính đường người cháu ruột của mình luôn à? Chính người cháu ruột. Thế đến bây giờ con bảo là cô không còn cái gì nữa. Cô mất hết rồi. Cô mất hết rồi. Đây nếu như con cần có cô cho xem một điện thoại. Tức là nếu cô còn ở đất Lạng Sơn ấy, cô buồn quá thì chắc chắn cô sẽ gây án. Tức là cô nghĩ, cô bảo rằng là cô chỉ muốn rằng là đốt xăng. Cô nhắn tin, cô bảo là tức là cô bảo là cô muốn chết đi để thì mày tức là mày chết đi thì tao không cần nhìn phải đòi nợ nữa. Cô muốn như thế. Thì là cô buồn quá, cô vào chùa. Cô vào chùa, cô quen cái chị mà chính bây giờ mà hôm nay đi với cả cô đấy. Thì là chị đấy tâm sự với nhau, chị thương cô lắm. Cô đã vào chùa có ở một tháng rồi. Nhưng mà cô thương cháu cô lại đi về. Cái thứ hai nữa là cô thương đứa con dâu của cô. Nó là người dân tộc Nùng ở Lạng Sơn. Nhưng mà cũng hiểu chuyện lắm. Nếu như con nói, cô nói chuyện với con thì cô nghĩ con là người miền núi đến mức độ ngu si không? Cô không ngu si con ạ. Không ai nghĩ vậy cô ơi. Miền nào cũng vậy mà cô, miền nào cũng như nhau ấy thôi. Con dâu cô rất là hiểu chuyện, nó thương cô. Thế là nó cũng bảo là mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Thế cũng bảo mẹ đi mẹ không về đâu với cô ấy. Cô đi, cô nghĩ đi lần này, cô nghĩ rằng là cái cánh cửa đằng sau cô nó sẽ đóng lại. Nhưng cô muốn cô đi, cô thì cô để lại niềm vui chứ không muốn để lại nỗi buồn cho những người gia đình. Đúng rồi, thôi mình cứ vui vẻ lên đi. Đúng rồi, cái cô mong muốn ấy không phải là cô tìm một cái người nào mà bây giờ bà đón cô về vào thành phố Hồ Chí Minh hay vào một chỗ nào bà là nuôi cho ăn này một tháng một ngày đưa cho độ khoảng vài trăm đi chợ, chắc chắn cô không đồng ý nhá. Cô không đồng ý chuyện đấy. Cô muốn tức là do bàn tay mình tạo nên con ạ. Tức là với bản thân cô nghĩ rằng là ông trời ông có thể lấy đi tất cả. Tại cô lấy chồng hơn 5 năm chồng cô đã tai nạn giao thông mất. Thì ông trời ông lấy tất cả nhưng bù lại. Tức là sức khỏe cô không bao giờ biết ốm đâu không ạ. Chưa bao giờ biết rồi, ốm đâu. Thế bây giờ con hỏi cô rồi nè, cô được mấy người con? Cô được hai. Hai người con, rồi con trưởng thành hết chưa? Con cô có gia đình rồi nhưng mà con trai cô tức là thương nó lắm. Rồi. Nó bị thoái hóa khớp háng hả? Khớp háng. Rồi nó nhiều người bị lắm á, nguy hiểm. Thì là cháu yếu, cháu không làm được việc nhiều. Rồi thế. Cho nên là chỉ trông vào vợ. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Bây giờ này, cái số tiền mà cái người cháu ruột của cô lừa thì hết bao nhiêu tiền? Nó bây giờ cái tài sản của cô vào hơn 3 tỷ. Hơn 3 tỷ. Mà đấy là tất cả là do cô nhé. Cô lấy chồng 5 năm chồng cô mất, cô không để lại cho cô một xu nào. Mà cô lấy chồng là chồng cô mồ côi, toàn bộ là cô tạo dựng. Hai bàn tay của cô đúng làm rồi, ra. Đúng rồi. Một cái người mà ở một cái tỉnh ở Lạng Sơn là cô ở trong thành phố, là cô ở trong không, nông thôn. Cô sinh ra ở nông thôn.
ở nông thôn mà có cái tài sản 3 tỷ, nó là một cái tài sản rất lớn. Đúng rồi, đúng rất rồi. Lớn ở khu vực đó. Đúng rồi đấy. Mà bây giờ mình mất trắng rồi. Mất trắng. Giờ mình còn cái nhà không? Không còn mà con. Ủa nhà cô cũng cho cháu mượn đúng luôn. Đúng rồi, cô ký sổ đỏ mà. Thì bây giờ pháp lý đến lúc cô ký sổ đỏ cho nó thì là đến lúc bây giờ cô có biết đâu. Cô ký sổ đỏ cho nó thì nó bây giờ thì nhà nước đến lúc nó không có tiền giả nữa thì nhà nước đến nhà rồi. Thì cô mới biết. Ngay ngày hôm qua luôn anh em tụi con cũng có tiếp một chị cũng ở ngoài Nam Định vào đây, cũng cho người cháu người em dâu mượn. Đây cháu ruột. Em dâu mượn ký sổ đỏ nhà cho mượn luôn. Bây giờ mấy mẹ con đang chuẩn bị ra đường ở. Cũng tương tự như cô. Cô con trai cô hiện tại bây giờ phải đi ở nhờ nhà vợ rồi con ạ. Trời mà ơi. Bản thân cô không dám về nữa, cô không muốn đối diện với con dâu cô. Mà bản thân cô có một cái nhà riêng nhá con nhá. Con cô một nhà riêng. Bây giờ cô lên đây thì cái câu chuyện mình sẽ giải quyết nó từ từ, nhưng mà cái điều cũng hết sức là quan trọng, nó cũng là một cái bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều gia đình khác đúng nữa. Đúng đúng. Để không cứ vướng cái hoàn cảnh tương tự như cô. Cô cũng tài vậy. Sản là nó đi liền với khúc ruột. Bây giờ như mình đó 3 cũng tỷ. Khóc suốt dọc đường ấy. Rồi bây giờ cô tính giải quyết như thế nào? Để tính cuộc sống làm sao? Cô đã vào chùa cô ở cả tháng rồi. Thầy trụ trì cũng cho cô ở. Nếu như không biết, nếu như cô không là cô người dân sinh ra lớn lên người dân tộc thật, người ta không biết đến Phật pháp đâu con ạ. Nhưng mà cô ấy, cô là người dân tộc Nùng hả? Cô một nửa nọ nửa kia con ạ. Yeah. Nhưng mà thì là cô tức là cô muốn thì cô biết đến Phật pháp, tức là cho nên cô hiểu cái luật nhân quả ấy. Yeah. Cho nên chính vì như thế cô không đến mức độ mà cô gây ra cái chuyện nọ chuyện kia, mà mình kiểu nó cũng nguôi nguôi đi ấy con ạ. Cho nên là bản thân cô ấy, cô muốn tìm một cái nơi nào đấy có một cái công việc làm cho cô, bản thân cô thích được làm việc. Nếu như cô không được làm việc nhé, chỉ cho cô ăn với cả ngồi ấy, thì là cô sẽ rồi, không chịu được. Thế trước đây cô làm công việc gì? Cô giỏi lắm. Cô làm cái gì? Cô thừa nhận là cô giỏi. Cô bán hàng có lộc, cô chỉ bán hàng ăn uống thôi. Tại sao cô thích vào trong này nhá? Thì nếu như cô lên mạng cô sẽ rất là bị ném đá. Cô thích rất thích những cái tính tình của người Trung Nam này, họ nhẹ. Yeah. Cô bán hàng ở trên cửa khẩu con ạ. Yeah. Thì cô thấy là người ở trong này họ hay chở thanh long này, chở xoài, chở sầu riêng đi sang bên Trung Quốc bán ấy. Đúng rồi. Cô bán hàng ăn. Thì cô thấy người ta ăn mặc rất là bình thường, nhưng mà người ta nhỏ nhẹ mà người ta đoàn kết. Mấy người Trung Nam hả? Đúng rồi, cho nên là cả Nam cả Bắc, nhưng mà tức là cái thì cô thấy tức là thì là cô thấy quý mến thôi. Cái thứ nhất cô được vào chùa trong này thì cô thấy đàn ông ở trong này người ta biết đến chùa chiền nhiều, biết đến Phật pháp, thì là cô thấy cái tâm người ta thiện hơn. Cho nên là thì nói chung thì miền nào cũng vậy thôi cô. Cái vùng miền ở đây nó cũng rất là khó nói, nhưng mà theo con là cũng là một người Bắc thì vô trong Nam cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà trong Nam thì nó sống thì nó thoáng hơn chút. Rồi. Vậy thôi, còn đâu đó ở đâu có người này người kia cô nhá. Đúng. Thì bây giờ cô đang tính cái cuộc sống tiếp theo như thế nào đây? Cô muốn tìm một người có một cái bờ vai, có cái vòng tay đủ lớn, có đủ tình thương. Bây giờ già cô không nghĩ đến tình yêu đâu, cô người ta đủ tình thương, đủ đong đầy, đủ chia sẻ. Nhưng mà bây giờ mà cô mà làm ăn thì cô có thể làm được cái việc gì không? Cô làm tốt lắm. Bán quán ăn là ok hả? Đúng rồi. Cô có thể cô lúc nào ở ngoài đấy lúc nào cũng dậy từ 3 giờ sáng. Nhưng bây giờ trong miền Nam này, cái ẩm thực trong miền Nam này liệu cô có phù hợp không? Cô không thích ở trong Nam đâu con ạ. Cô thích tại vì là bây giờ cô thích ở cái vùng như thế là miền núi một tí. Với cả cô không có người quen, như thế cái chị này, chị bạn thân cô quen ở trong chùa, chị hiện tại đang ở Đức Linh, Ban Mê Thuột, Lâm Đồng, ở Ban Mê Thuột là... đấy. Với cả một người nữa thì một người cháu đang làm ở Lâm Đồng này. Rồi thế bây giờ cô xong đợt này cô lại về Bắc cô hay ở hay sao cô, ấy? Cô bây giờ cô ra Ban Mê Thuột đấy con ạ. Là đến nhà cái bạn mới quen đó hả? Cái chị đấy đấy, đi chùa nên quen biết nhau. Rồi, đấy mà... chị đấy đang bán hàng, nhà chị đấy có đường, cô chỉ biết rằng là cô vừa mới vào thấp thoáng nên cô biết đấy là cái đường đấy là đường Lê Duẩn. Sao nay cô không rủ cái cô xuống đây luôn? Không, bà ấy không vào. Rồi thì nói chung thì sau khi mà rút ra bài học kinh nghiệm bản thân đó, thì cô cũng nên nhớ là đồng tiền đi liền không chuột nhá. Rồi. Bây giờ quen ai làm gì cũng nên nhớ là đồng tiền là của mình, đưa cho họ là của là mình mất á nhá. Rồi đó. Thế hôm nay cô lên đây thì cô muốn tìm chồng như thế nào này? Đấy, ý như cô ấy, cô bảo là nếu cô không ham người ta có là không ham vật chất đâu con ạ, không hề ham vật chất, mà bản thân cô có lòng tự trọng. Với cô, thước đo đạo đức của con người là lao động, tự làm lấy mà ăn. Yeah. Tự làm lấy mà ăn, chứ còn thì bây giờ bảo rằng là có một người nào đấy bảo là về một ngày phát cho 500-700 đi chợ, chắc chắn là cô không theo. Yeah. Chắc chắn là một điều đấy là cô không theo. Cô chỉ cần một cái người nào đấy
có thể ở trọ cũng được, nhưng người ta sẽ tạo cho mình công ăn việc làm, mình có chỗ dựa ở những cái nơi đất khách quê người thế này. Nói chung là cùng làm cùng sống. Đúng rồi. Cùng tạo ra. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Chứ còn thì bảo rằng là ôi giời ơi đi về đây mua nhẫn mua vàng cũng chả đeo đâu. Con nhìn thấy cô đấy, không bao giờ cô biết nữ trang. Thậm chí cô bằng này tuổi lỗ tai cô còn không sỏ, cô không thích, không thích. Cho nên rằng là đừng bao giờ phải. Bây giờ có thích một anh chồng người Nam được không? Người miền Nam à? Thôi cũng được đi, người nào cũng được. Tùy duyên đi cơ. Tùy duyên đi. Tùy duyên, có công ăn việc làm, tạo cho cô công ăn việc làm. Miễn sao mà hiền. Đúng không? Mà đừng nghĩ rằng là, đừng nghĩ lên đây là cô, tức là cô, tức là cô buồn sầu là để cô lấy tình thương, cô không thích ai thương hại cô cả. Tức là nếu như bây giờ tạo cho cô một chỗ công ăn việc làm, cô vẫn đủ khả năng, cô vẫn đủ khả năng nhé. Rồi. Cô vẫn còn một tí để tích lũy nữa, cô vẫn đủ khả năng để cô làm, cô tạo dựng. Là hiểu ý của cô rồi. Có nhiều người họ lên họ chia sẻ thẳng thắn luôn, họ cần người có điều kiện kinh tế để lo cuộc sống sau này. Nhưng cô thì cái điều kiện của cô thì cô chỉ cần là tạo công ăn việc làm thôi, là cô sẽ tự tạo ra giá trị sau này. Đúng chứ rồi. Cô không cần phải nương tựa vào cái giá trị vật chất. Đúng rồi. Đó, hạnh phúc là do mình. Do mình tự tạo ra. Đúng rồi. Đúng ha. Đúng rồi. Rồi thì một câu chuyện của cô kể cũng khá là đau lòng, khá là buồn. Đúng rồi, cô cũng mong là hôm nay câu chuyện cô chia sẻ ấy, thì để cho mọi người biết cảnh tỉnh, tức là không tin vào ai hết cả. Chính xác. Chỉ tin vào bản thân mình. Chính xác. Mà bản thân cô đã mất tiền, cô đã khổ thì thôi, cô mất tài sản, cô đã khổ, cô nhìn thấy con cháu cô bây giờ cô đau lòng lắm. Nhưng mà thậm chí mà theo như câu chuyện này cô kể là người chị gái ruột của cô cũng vì tin con gái mình mới bây giờ cũng ra đường ở rồi. Đúng rồi, cũng ra đường ở. Mà hiện tại là mẹ bà con còn, này cũng khổ. Nhưng mà bà ấy có lương con ạ. Bà ấy học rất giỏi, ngày xưa bà học đại học kinh tế mà bà ấy đấy. Khổ quá. Bây giờ cũng mất hết con ạ. Bà ấy làm ban tuyên giáo tỉnh thì con phải biết bà ấy giỏi thế nào. Nói chung là cũng có kiến thức trình độ đó. Đúng rồi. Nhà cô là học giỏi đấy con ạ. Anh trai cô là phó giám đốc sở. Rồi được nhắc tới anh em. Mà công lắm cô, lên chương trình là tế nhị. Đúng rồi, nhà cô thì, là. Thế bây giờ lên đây thì bây giờ cái tâm nguyện của cô như thế nào, cô nói lại một lần nữa này để anh em có hướng giúp cho mình nhỉ. Cô muốn có một người, tức là người ta biết yêu thương, biết chia sẻ, có sự đồng cảm mà có để cho cô nương tựa, chứ còn thì để bảo rằng là về hứa hẹn cái nọ thì cô không tin vào điều gì hết. Giá trị cuộc sống là do mình tạo nên đấy, vậy thôi, chứ còn thì là rồi. Cô nay là tên gì ha, nhắc lại là cô tên gì, bao nhiêu tuổi? Cô tên là cô Nguyệt, cô sinh năm 1966 ở Lạng Sơn. Đúng rồi, ở Lạng Sơn. Đúng rồi. Phải hơn 2000 mấy km. Rồi ở đây tụi con cũng cảm ơn cô đã tin tưởng vượt 2000 mấy km tới đây nhờ anh em chia sẻ kết nối yêu thương một nửa của mình ha. Tụi con cũng chúc cho cô luôn luôn nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, ráng vượt qua cái nỗi đau này và mau sớm kiếm được một nửa yêu thương của mình cô nhé. Có ai có vườn làm cho cô đi làm vườn cũng được. Rồi trước khi kết thúc chương trình. Đúng rồi. Chứ nếu mà cô làm hàng ăn thì cô giỏi. Cô giỏi quá ha. Đúng rồi, cô làm hàng ăn rất tốt. Cô nấu ăn ngon lắm, tại vì cô giáp với Trung Quốc mà. Rồi thế bây giờ cô còn cái lúc đầu chương trình thì cô rất là tâm trạng cũng khá là buồn. Thì bây giờ cô có điều gì cô muốn cởi mở nữa không? Thì cô dù sao cũng là một cái khán giả cũng rất là lâu năm của con, cũng 5-6 năm rồi, cũng theo dõi anh em rất là lâu rồi. Thì bây giờ lên đây cũng là cô cháu mình có duyên gặp nhau, thì cô có điều gì cô muốn chia sẻ nữa không? Mình muốn nhắn gửi tới mọi người điều gì nữa không? Cô không biết nói như nào, nhưng cô chỉ biết rằng là cô tại làm sao ấy, cô tức là rất là đặt lòng tin vào bọn con ấy. Hôm qua chị ở trong này chị biết rất nhiều, thì tức là đi qua một cái bến xe gì ấy, miền Đông hay cái gì con ạ? Xe miền Đông. Chị bảo là có cái gì ở đây, có cái nhà lưu trú gì đấy á. Thế ạ? Không liên quan. Đấy đấy, thì chị bảo vào đây, nhưng mà cô bảo không, cô chỉ lên chỗ con thôi. Thế. Đấy. Rồi. Cảm ơn cô chú chị. Cô có lời nào cô muốn nhắn gửi tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này không? Cô cũng mong tức là mọi người nếu như thể là xem được cái video này đấy, thì chia sẻ những cái gì mà cảm thấy là có ích, thì chia sẻ những cái gì, những lời nói của cô mà tiêu cực ấy thì bỏ qua, tức là những cái ngày còn lại trước mắt ấy cô cũng sẽ cố gắng, cô sẽ sống tích cực hơn. Rồi, cô cũng muốn trải lòng thôi. Đúng chứ rồi. Mình lên đây cũng chẳng có cộng đồng mạng cũng chẳng có cho mình được đồng nào hết. Chẳng qua là người ta góp những cái lời ý cho mình để cho mình lấy đó làm cái động lực để mình sống tốt hơn. Nếu mà mình đúng thì mình cứ là phấn đấu, động viên, còn nếu mình không đúng thì mình rút kinh nghiệm. Đúng rồi. Đó cô nhá. Thì cũng mong là cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sớm vượt qua được cái khó khăn này mà nhé. Mà cô muốn nói câu cuối cùng, tức là cô cũng là theo đạo Phật nhé con nhé, cho nên là cô rất thích một người nào đấy họ biết đến Phật pháp. Rồi, cảm ơn cô. Thì hôm nay lên chương trình thì cô có đồng ý cho, và trước hết là cô cam kết tất cả những điều nói của cô là đúng và cô chịu trách nhiệm trước pháp luật với những lời nói của mình không?
cô có. Rồi cô có đồng ý cho anh em sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, cô có đồng ý không? Cô có. Rồi cảm ơn cô. Rồi một lần nữa thay mặt anh em chúc cô mạnh khỏe bình an và bước qua một cái trang mới, hy vọng là sẽ có nhiều may mắn. Rồi. Và hy vọng là các anh nào, các chú nào theo dõi chương trình ngày hôm nay cảm thấy cô phù hợp thì hãy kết nối cùng với cô và anh em sẽ giúp cô thực hiện điều đó nhé. Rồi cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã đón theo dõi video ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc cũng xin nhắn gửi được toàn thể mọi người, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Rồi, mọi người đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất, và đừng quên để lại những lời bình luận góp ý cho cô ngày hôm nay. Đó cũng là một bài học cảnh tỉnh, cảnh giác cho mọi gia đình trong các mối quan hệ anh em, bạn bè, xã hội. Đồng tiền đi liền khúc ruột, đừng để rơi vào tình trạng như cô ngày hôm nay. Xin cảm ơn và xin kính chào.